Xin chào các bạn. Bây giờ đoàn mình đi thăm xưởng Ngọc Trai ngoài đảo Phú Quốc nha. Các bạn thân mến, đoàn mình đi thăm xưởng nhà Ngọc Trai này. Mọi người đang xuống này. Thì đó mình quay chỗ Ngọc Trai ra cho mọi người nhá. Mọi người đi mua ngọc trai và đi sờ chai, ngắm chai, mua chai. Đây là hướng nhân viên đấy, nhân viên của đoàn đấy. Đoàn của mình bây giờ sẽ tập trung các bạn trước với gia đình. Người đang xuống tập trung. Đó, mọi người đang xuống này, đang đợi này. Rồi chuẩn bị đi xem chỗ sản xuất ngọc trai nha. Đoàn đi theo hướng dẫn viên Ngọc Trai nhá. Đầu tiên đây là giống chai nhỏ, tên của nó là Akoya, sẽ được nuôi cấy từ 2 đến 3 năm. Khi nuôi con chai nhỏ này được 1 năm tuổi, mình sẽ cấy nhân phôi vào bên trong con chai, sau đó tiếp tục nuôi cấy 2 năm thu hoạch ngọc. Nếu như sau làm thì đi, sẽ cung cấp cho mình những viên ngọc màu đen, mình nuôi cấy từ 3 đến 5 năm về. Cuối cùng là giống chai Maxima, cung cấp những viên ngọc có kích thước to, được nuôi cấy từ 3 đến 5 năm. Và màu sắc viên ngọc sẽ phụ thuộc vào vật môi con trai. Như con Maxima này, vật môi có màu vàng chanh với gia đình, nó sẽ cung cấp cho mình viên ngọc màu vàng chanh. Qua sau đây, thì sẽ tiến hành mổ chai lấy ngọc cho gia đình xem ạ. Gia đình, xác suất cho ngọc của nó là từ 50-60%, nghĩa là sẽ có con có con không thế ạ. Nếu như có ngọc, viên ngọc nó sẽ nằm ngay vị trí túi của trong con trai. Thành viên gia đình mình có ai còn nhớ con thuyền ngoài kia được bán đi nhận về bao nhiêu lần nữa không ạ? Rồi xin mời con. Nè bé cho ta nhanh nhất gia đình. 6 lần mình chắc chắn chưa? Chắc chắn. Dạ. Với đáp án 6 lần của bé Trang là khoảng độ 9